Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang ở đình đền Cầu Muối, những cái nơi di tích lịch sử rất là linh thiêng. Anh em chúng tôi thì có đi xem mấy cái mảnh đất ở gần cái khu vực đền Cầu Muối này, thế cho nên là cũng đã vào đây để làm lễ ở tại đình đền Cầu Muối. Ở đây là một trong những cái nơi mà đình đền chùa Cầu Muối tại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, một trong những cái nơi rất là linh thiêng. Anh em kinh doanh buôn bán thì đều đổ về đây để xin lộc buôn, lộc bán, lộc làm ăn. Thì hiện tại thì anh em chúng tôi cũng đã đến đình đền Cầu Muối để xin lộc buôn, lộc bán, lộc làm ăn cho một năm được thuận buồm xuôi gió, được tốt đẹp đầu năm cho đến cuối năm. Thì chia sẻ cho anh em, để anh em nào có kinh doanh buôn bán, có công chức nhà nước thì đến đình đền Cầu Muối này để xin lộc. Ở đây rất là linh thiêng, tại Tân Thành, Phú Bình. Khu vực đình đền Cầu Muối này rất là rộng. Anh em chúng tôi cũng đã xem một số các mảnh đất cách đình đền Cầu Muối này khoảng độ 3 cây số. Thế cho nên là khi mà đi xem đất thì cũng đã ghé vào đình đền Cầu Muối này để làm lễ. Thì chúng tôi cũng đang làm lễ và bây giờ đang chờ để hương cháy khoảng độ 1/3 thì chúng tôi mới hạ lễ. Thì trong cái thời gian đấy thì tôi muốn chia sẻ để cho anh em nắm được. Khu đình đền Cầu Muối này ấy, là một trong những khu rất là rộng. Đây là cái đền Cầu Muối cổ, cái bên kia là cái cổ, còn bên này là mới, bên này là bên công đồng, còn một số bên vế bên kia nữa, vế bên đằng bên kia kìa. Chúng ta đi cái đường này, đấy, đây nó có một cái đường đi này, thì là sang bên kia nữa, bên Tam Bảo, bên gì nữa, ấy. Tôi cũng không nắm rõ lắm nhưng mà tôi đi cũng khá là nhiều ở đình đền Cầu Muối này rồi. Thì đây, cái dãy bên này, đi sang bên kia. Có một cái đền nó ở trên đỉnh quả núi ấy. Có hai cái đền trên đỉnh quả núi. Đấy, khu vực này là khu vực để xe này. Cái khu vực này trước đây ấy thì nó rất là bé, nhưng mà về sau này thì đã được tôn tạo, đã được mở rộng cái khu vực để xe, bởi vì cái lượng khách du lịch cũng như là lượng khách đến để lễ trong đền chùa này ấy thì rất là đông. Thế cho nên là cái việc mà người ta mở rộng sân bãi rất là đông rồi. Mọi lần đi vào đầu năm ấy thì các cái khu vực này là kín hết. Toàn bộ đây là bãi đỗ xe 1, bãi đỗ xe 2, bãi đỗ xe 3, nó hết về bên kia nữa kìa. Rất là đông. Lượng khách đổ về đây thì nói thật với quý vị là đông kinh điển. Đấy, nó tắc đường từ đây mà ra đến, có những năm nó tắc đường từ đây mà tắc đường ra đến hàng chục cây số đấy. Đấy. Anh em thấy một trong những cái khuôn viên của đình đền Cầu Muối nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy. Đây là chia sẻ cho anh em, để anh em nếu mà có đến đất Phú Bình thì hãy đến đình đền Cầu Muối này để cầu may mắn. Hôm nay nó vào 24 tháng Giêng. Tức là về cái dịch Covid bị hạn chế quá nhiều, cho nên là cái lượng người, lượng khách nó rất là thưa. Đấy. Bởi vì là Thái Nguyên đợt này dịch bệnh nó cũng khá là phức tạp. Đẹp. Bản thân chúng tôi ấy, thì thường thường là cứ đi đến nơi nào mà có đình đền thì chúng tôi cũng hầu như chúng tôi cũng đều vào để dâng lễ. Thế cho nên là với các cái khu vực mà càng những cái đình đền mà nó, tức là mình đã biết rồi thì mình hầu như mình không thể bỏ qua được. Năm nào cũng có thể nói là phải đến những cái đình đền này. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn khi đã quan tâm theo dõi kênh của chúng tôi. Bởi vì kênh này không phải là để chia sẻ về đình đền, mà kênh này là chia sẻ về bất động sản, chia sẻ về những cái lô đất, hoặc là chia sẻ về cái phương pháp đầu tư về bất động sản. Cho nên là
Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái câu chuyện chia sẻ về cái đỉnh đền cầu muối này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn khi mà đầu tư về bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn.